Nam em thời gian qua trở thành cái tên được dư luận đưa ra bàn tán nhiều. Lý do cho điều này chính là loạt phát ngôn của người đẹp trong những buổi livestream bóc phốt showbiz. Bên cạnh đó, sau khi bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh triệu tập để làm việc thì người đẹp đã đổ bệnh trước giờ đi đến cơ quan chức năng. Hình ảnh mà bạn trai kiêm người quản lý của nam em chia sẻ cho thấy cô phải truyền nước trong tình trạng tiểu tụy. Một thông tin khác mới đây liên quan đến người đẹp cũng khiến dư luận chú ý là việc nam em sẽ không đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết, quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Chiều 29 tháng 2, Tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long thông báo đương kim Hoa hậu Nam Em sẽ không đồng hành cùng cuộc thi vào năm nay 2024. Cụ thể, theo thông báo của Tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Em chính thức bị tước quyền đồng hành cùng Tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long sau 9 năm đương nhiệm. Ban tổ chức cuộc thi thông báo, liên quan đến việc đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Lệ Nam Em sẽ không đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2024, với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp nhân cách, trí tuệ, sắc đẹp cũng như rèn luyện bản lĩnh, tư duy và tài năng của phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long, phụ nữ Việt Nam nói chung. Ban tổ chức nhận thấy đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Lệ Nam Em không phù hợp với tiêu chí và hình ảnh mà tổ chức muốn hướng đến. Vì thế, cô sẽ không đồng hành cùng cuộc thi trong thời gian diễn ra hoạt động. Thông báo này đồng nghĩa với việc Nam Em bị gạch tên khỏi danh sách tham dự đồng hành ở cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian sắp tới. Như vậy, Nam Em cũng sẽ không phải là người trao vương miện cho tân Hoa hậu kế nhiệm. Tuy nhiên, ban tổ chức cuộc thi không nhắc đến việc có tước vương miện Hoa hậu của Nam Em hay không. Điều đáng nói, sự việc này cho thấy nguyện vọng được trả lại vương miện Hoa hậu của Nam Em được toại nguyện. Trước đây không lâu, Nam Em từng thổ lộ với bạn trai rằng cô mong muốn sớm trả lại vương miện Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long sau khi đương nhiệm trong 9 năm qua. Người đẹp sinh năm 1996 cho biết cô vẫn còn có trách nhiệm đối với danh hiệu nên chưa thể làm bất kỳ điều gì thoải mái như một người bình thường. Cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 với tên gọi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2022, sân chơi sắc đẹp này được nâng cấp danh hiệu từ Hoa khôi thành Hoa hậu. Ba người đẹp từng đạp vương miện của cuộc thi gồm Võ Thị Lệ Thu 2008, Đặng Thu Thảo năm 2012, Nguyễn Thị Lệ Nam Em năm 2015. Nữ ca sĩ, diễn viên Nam Em liên tục gây tranh cãi, thị phi trong showbiz Việt khi đưa ra những lời lẽ không giống ai. Mới đây, cô thừa nhận từng giao kéo nhưng bị hỏng khiến nhan sắc cũng như tinh thần xuống dốc. Trong buổi phát sóng trực tiếp livestream gần đây, Nam Em chia sẻ chuyện bản thân từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng kết quả không như mong đợi. Cụ thể, cô từng can thiệp giao kéo phần mắt nhưng bị hỏng. Nam Em kể rằng, từ lúc sửa mắt bị hư, tôi thề không bao giờ đụng giao kéo nữa. Tôi bắt đầu cảm nhận được tác hại nó ghê quá nên chấp nhận xấu, mở góc mắt to quá, mí lỗi nặng nhất. Cô nói trước kia tự ti, sợ bị chê nên lúc nào cũng muốn làm cho bản thân trở nên đẹp hơn. Sau này, cô nhận thấy tự ti là xuất phát từ nội tâm của mình. Nam Em khuyên người hâm mộ đừng lợi dụng phẫu thuật thẩm mỹ vì chỉ đẹp lúc đầu, về sau không giữ được như thế và càng lộ khuyết điểm ra. Vài năm trước, Nam Em từng bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ khi xuất hiện hình ảnh khác lạ. Tuy nhiên, thời điểm đó, cô giữ im lặng và đến nay mới thừa nhận. Bên cạnh đó, Nam Em cũng bất ngờ thông báo đang vướng khoản nợ lên đến 4 tỷ đồng. Vì số nợ đó, nữ ca sĩ phải cật lực chạy show ca hát để kiếm tiền trả. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình, phải vui vẻ, nhưng mà càng cố thì càng không thể tìm lại được niềm vui nữa. Tôi đang đối mặt với nhiều áp lực từ việc nợ nần, tôi cố gắng hát để kiếm tiền trả nợ, nhưng cuối cùng lại đâm đầu vào nhiều vấn đề khác, rồi lại tự hỏi bản thân tôi sẽ lấy gì để trả. Trong buổi livestream của mình, Nam Em nức nở kể, tôi đã cố gắng để bươn trải, sống một cuộc đời ý nghĩa. Từ khi tôi bước vào showbiz, bị chửi giết nên mất cái sự hồn nhiên, vô tư. Xôn tôi vào chân tường rồi hả hê cười. Tôi nói tôi bị trầm cảm, cố gắng vui vẻ, cố gắng để tốt lên, không làm phiền người khác. Cô cũng thẳng thắn chia sẻ rằng mọi người nhìn vào tưởng xung xuê, chứ thật ra là không có nhiều tiền. Cô nói, mọi người thấy vậy, chứ tiền đâu có nhiều, chủ yếu là được gặp mọi người, gặp fan vui vẻ thôi, chứ đâu có tiền nhiều đâu. Thực tế, thu nhập của cô lại không cao như mọi người vẫn nghĩ. Với khoản nợ 4 tỷ đang cần phải trả, Nam Em cũng mong muốn nhận được lời mời biểu diễn tại các sự kiện trả cát xê cao để có thêm tiền giải quyết khoản nợ. Nam Em còn cho biết hiện tại không đi hát được vì bị phá, đồng thời cô còn có ý định livestream bán hàng để kiếm tiền trả nợ. Nam Em không ngừng trở thành tâm điểm tranh cãi với nhiều lùm xùm.
Trong đó, nữ ca sĩ kiêm diễn viên này từng viết bài dài trên trang cá nhân bày tỏ bức xúc khi bị người hâm mộ gán ghép cùng Bạch Công Khanh. Sau đó, cô đã tố Bạch Công Khanh qua cầu giúp ván và tố câu lạc bộ người hâm mộ của đồng nghiệp đâm sau lưng mình. Nhiều cư dân mạng bất bình trước cách hành xử của nam em. Khi mọi chuyện chưa lắng xuống, nam em tiếp tục đăng tải trên trang cá nhân. Bài viết chỉ trích anti-fan giả danh người hâm mộ tặng quà trộn chất bẩn để hãm hại cô. Tuy nhiên, khi bài đăng lan truyền, nhiều cư dân mạng phân tích và cho rằng nam em hiểu nhầm, không ai hãm hại cô cả. Chuyện nam em công khai tình cảm cùng chồng sắp cưới cũng trở nên ồn ào khi người này bị tố có quá khứ xấu, đang nợ nần. Người đẹp này cũng bị tố sử dụng không xin phép ca khúc độc quyền tại các buổi diễn ở phòng trà. Năm 2022, cô từng lên tiếng nhận lỗi, rút kinh nghiệm sau khi bị phản ánh không xin phép, không trả tiền tác quyền khi hát nhiều tác phẩm. Những chuyện thị phi liên tục khiến nam em đang dần nối bước Ngọc Trinh trở thành một trong những người đẹp mà khi nhắc đến, khán giả chỉ nhớ các vụ bê bối hơn là tài năng. Những chuyện lùm xùm này lấn át khả năng ca hát hay diễn xuất của cô. Mới đây, bạn trai nam em Bùi Hữu Cường đã tiết lộ hình ảnh nam em tiêu tụy nằm trên giường bệnh khiến cư dân mạng xôn xao. Cụ thể, bạn trai kiêm quản lý đại diện truyền thông của nam em mới đây đã thông báo về tình hình sức khỏe của nam em. Trước đó, vào ngày 28 tháng 2, nam em đã không đến Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo giấy mời vì trên đường đến sở, cô không khỏe và phải cấp cứu tại Bệnh viện Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, trên đường đến sở, nam em có dấu hiệu khó thở do dị ứng với thuốc giảm đau, phải vào bệnh viện cấp cứu. Hiện tại, theo chẩn đoán của bác sĩ, nam em bị chảy máu tiêu hóa mức độ nhẹ, viêm dạ dày ruột, trào ngược dạ dày thực quản và dị ứng. Người đẹp được khuyên nên nghỉ ngơi, tránh căng thẳng và cần khám chuyên khoa tiêu hóa nội thần kinh. Bạn trai nam em cho hay, đây là sự cố ngoài mong muốn. Vì không đủ điều kiện sức khỏe nên nam em không thể lên làm việc, hợp tác với cơ quan chức năng. Tôi đã lên sở, đại diện cho nam em để làm việc. Trong tuần này, tôi và nam em sẽ có buổi làm việc trước khi có kết quả chính thức từ Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc thông báo tình hình sức khỏe của nam em, bạn trai nam em cũng mong, tôi hy vọng mọi người có cái nhìn đồng cảm hơn với nam em thay vì đả kích. Trong thời gian chờ đợi sở có kết luận chính thức, mong mọi người không đưa ra những thông tin sai lệch để câu chuyện bị đẩy đi quá xa. Theo ông Bùi Hữu Cường, lâu nay nam em bị rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ, rối loạn lưỡng cực nên khi tâm lý bất ổn, dẫn tới việc cô có hành vi và lời nói không chuẩn mực. Trước đó, nam em cũng lên tiếng xin lỗi và chấp nhận mọi xử phạt liên quan đến việc cô thường xuyên có những phát ngôn gây sốc khi livestream. Nam em cho hay, tôi xin lỗi vì đã không yêu bản thân, thay vào đó bám vào những tổn thương của quá khứ. Tôi đã không làm tốt trách nhiệm của một công dân, gây ảnh hưởng tiêu cực trên mạng xã hội. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Thời gian gần đây, hoa khôi nam em liên tục phát livestream. Trong quá trình livestream, nam em thường xuyên đề cập đến chuyện tình cảm ồn ào của mình trong quá khứ với một nam nghệ sĩ nổi tiếng đã có vợ con. Bên cạnh đó, nam em cũng tung tin về góc khuất trong giới showbiz với những phát ngôn gây tranh cãi. Dù nam em không chỉ đích danh ai trong livestream, nhưng động thái này khiến mạng xã hội xôn xao, cư dân mạng bàn tán về thông tin liên quan đến những nhân vật được đề cập. Hôm 22 tháng 2, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Sở Thông tin và Truyền thông đã nhận được thông tin phản ánh của các cơ quan về trường hợp của nam em. Ông Hồi thông tin, chúng tôi đã lên kế hoạch và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũng nhấn mạnh, cơ quan chức năng kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để thu hút người theo dõi, dư luận bằng những hành vi lệch chuẩn. Mọi người phải ứng xử đúng mực trên không gian mạng. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.